tất cả các bạn. À, cô Liên muốn nghe tiếng nói của các bạn có nghe rõ không ạ? Rõ cô ơi. Rõ. Dạ rõ cô ơi. Thì hôm nay thay vì mới vô là mình học bài rồi, thì hôm nay cô Liên sẽ báo các em về cái điểm cô chấm hết rồi. Nhưng mà có một số trường hợp thì chưa có bài, có thể là vì lý do nào đó cô chưa biết được. Cho nên là hôm nay cô báo để các em có thì các em gửi lại nha. Gửi lại để cô chấm. Thì sau hôm nay mình bỏ đi, cô có thể nhập điểm lên. Thì sau hôm nay, ngày mai, các em có 3 ngày. Ngày mai là chủ nhật thứ 2, thứ 3. Hết ngày thứ 3 là hết 24 giờ ngày thứ 3 là hạn chót để các em khiếu nại về điểm số nha. Thì qua ngày thứ 4 là cô Trang bên bên khoa sẽ đóng luôn, tức là cô cũng không điều chỉnh được, mà khoa cũng không điều chỉnh nữa, không mở ra để điều chỉnh nữa. Cho nên vì quyền lợi của các em có 3 ngày thứ chủ nhật thứ 2, thứ 3 để các em xem xét và các em khiếu nại về điểm số, và cô sẽ giải quyết khiếu nại đó của các em. Là các cái bạn mà cô đọc tên ra đây thiếu bài á thì cũng cố gắng bổ sung sớm cho cô, để cô chấm và cô chuyển điểm lên hệ thống, là cô sẽ chuyển điểm lên hệ thống là ngày chủ nhật á, sáng mai cô chuyển điểm lên hệ thống á, thì các bạn lớp mình sẽ coi điểm. Và lưu ý cái điểm số này sẽ là điểm số vừa bài kiểm tra, vừa điểm chuyên cần đánh giá phát biểu trong lớp, những bạn có những câu trả lời hay, những câu trả lời xác, cô đều cộng điểm hôm nay hết. Cho nên là trong quá trình cô giảng, cô đều theo dõi điểm của các em nha. Thì ở N06 thì Nhật Hoài hôm nay có đi học không? Nhật Hoài ơi, Nhật Hoài. Dạ có luôn. Hai bài kiểm tra cô không thấy, nó có thể là không biết là em đã gửi cô chưa. Nhưng mà thôi, bây giờ cô cũng không cần câu trả lời của em nha. Sau buổi học hôm nay em chuyển lại cho cô nha, Nhật Hoài. Dạ. Yeah. Rồi. Đã gửi cho cô bữa trước rồi mà. Có thể là mail quá cô thất lạc, có thể là do bên cô nha. Thì à, bây giờ mình không có hỏi là lý do nữa, mình không có lý do nữa, nhưng mà những bạn cô nhắc á, thì các em cứ gửi lại cho cô sau buổi học này, học mình học xong á, thì các em cứ gọi là chuyển tiếp lại cái mail mà các em nếu đã gửi cho cô rồi thì các em dễ thấy hơn, còn cô mà bây giờ đi lục lại nó khó hơn. Lớp mình ngoài Nhật Hoài thì có bạn Ngọc Lan. Ngọc Lan bữa nay có đi học không Ngọc Lan ơi? Dạ có ạ. Rồi, vậy thì Nhật Hoài với Ngọc Lan nhớ gửi lại cho cô. N27 là Quỳnh Như với Ngân Tâm và Hồng Thư. Ba bạn có đi học không? Quỳnh Như, Ngân Tâm và Hồng Thư có không em? N27, Quỳnh Như. Trả lời cô đi, có đi học bữa nay không? Quỳnh Như ơi. Rồi vắng à? Rồi, Quỳnh Như vắng, Ngân Tâm, có không Ngân Tâm ơi? Không có, vắng luôn. Hồng Thư. Rồi, không có luôn. Có bạn nào lớp của lớp mình là N27 không? 27N27 luôn, có không? Có học bữa nay không? Dạ có. Rồi, các bạn có gì nhắn vào group lớp á, thì ba bạn này nộp bài lại cho cô nha. Quỳnh Như, Ngân Tâm với lại Hồng Thư. Nếu bạn nào mà bỏ học luôn á thì có gì em cũng báo cho cô, có số điện thoại của cô trên đó, các em có thể kết Zalo. Rồi báo lại giúp cô. N27 lớp trưởng tên gì lớp trưởng? Cô lớp em không có lớp trưởng. Lớp phó. Trần Hoàng Lượng á cô. Trần Hoàng Lượng, rồi cảm ơn. Nhưng mà Lượng nó có thường xuyên đi học không? Bữa nay Lượng có đi học không Lượng ơi? Dạ có cô ơi. Lượng nhắc ba bạn này giúp cho cô nha. Chuyển dạ, bạn Quỳnh Như với bạn Ngân Tâm, hai bạn đó nghỉ luôn rồi, còn bạn Hồng Thư thì em bạn không nào, biết. Bạn nào? Quỳnh Như là nghỉ luôn đúng không? Dạ, bạn Ngân Tâm nữa cô. Nghỉ luôn, rồi Ngân Tâm nghỉ luôn. Rồi. Còn bạn Hồng Thư. Hồng Thư thì để em nhắn tin lại bạn đó để hỏi có gì báo cho cô sao. Rồi, đồng ý, cảm ơn em, cảm ơn Lượng. Dạ, dạ. Dạ ơi. Ơi, cô Liên nghe. Dạ cô, em là bạn của bạn Thư á cô. Ừ. Em N28, tại vì em có nhận được tin nhắn của bạn đó, là bạn đó nói là bạn đó không có máy rồi, bạn đó không biết là nộp bài cho cô như thế nào á cô. À, thì trong dạ. trường hợp mà bạn khó khăn về máy móc á, thì mình cũng tạo điều kiện bạn, nhắn cho bạn giúp cô. Mà tại sao bữa nay không đi học? Bữa nay cũng không đi học luôn, buổi cuối cùng cũng không đi học luôn.
Dạ em không biết là bạn có đi học không, mà tại vì sáng em mới nhận được tin nhắn của bạn là bạn nói là cái bài mà hôm bữa cô cho về nhà để nộp á, mà bây giờ bạn làm mà bạn không có máy để nộp, rồi bạn hỏi Rồi. em. Dạ. Mà đã thế, các em thấy không? Mình đã không nộp bài cho cô được thì hôm nay mình đi học mình phải hỏi cô cái cách thức, đó là quyền của các em, quyền lợi đó. Để đảm bảo các em có điểm mà cũng bữa nay không đi học luôn, cho nên buộc lòng thôi thì không, họ không lo cho mình á, thì em giúp cô liên luôn. N bạn N28 hả? Em tên Dạ gì? Em tên gì? dạ dạ Hứa Gia Minh con. Hứa Gia Minh. Rồi Gia Minh giúp cô luôn, nói nó chụp hình cũng được, gửi hình ảnh cũng được nha nha. Gửi Rồi là qua Zalo cho cô đúng không cô? không, đừng gửi Zalo, Zalo thất lạc, gửi vô mail cho cô nha, Dạ được không? Gửi vô dạ mail cho dạ cô dạ dạ là dạ cộng. rồi Ừ, nha, rồi nói chung là dạ được rồi em cảm hết ơn rồi. cô. Dạ Rồi N28 có Việt Anh. Việt Anh ơi, bữa nay có đi học không Việt Anh? Việt Anh bữa nay vắng luôn, cho nên bạn lớp trưởng của N28 tên gì ạ? À? N28 có lớp trưởng không ạ? Dạ có cô bạn Chí Tài á cô. Chí Tài đâu? Chí Tài ơi, không đi học. Rồi cảm ơn. Rồi à, thôi thì cô đã lỡ nhờ Gia Minh luôn đi. Gia Minh nhắc cho bạn Việt Anh giúp cô, hoặc là nhắn trên group lớp á, nói Dạ. Việt Anh gửi bài giùm cô nha. Có thể là Dạ. thôi mình không cần quan tâm cái lý do, cái lý do là bạn phải nộp bài cho cô là được rồi. Dạ. N29, cảm ơn Gia Minh. N29 có Thúy Duy, Viết Kim, Thanh Thúy, Huỳnh Trang, Hồng Yến. Lớp trưởng lưu tâm dùm cho cô 1, 2, 3, 4, 5. Thúy Duy bữa nay có đi học không Thúy Duy ơi? Thế nghỉ luôn rồi cô ơi. Nghỉ luôn rồi, cô Liên ghi chữ nghỉ luôn. Viết Kim Tiết khiêm hôm nay vắng cô. bán. Cái Bạn buổi đi khách cuối, sạn ạ. buổi cuối nó quan trọng như vậy á. Thanh Thúy Thế cũng nghỉ luôn cô ơi. nghỉ luôn rồi, cô Liên hiểu rồi. Huỳnh Trang, Huỳnh Trang rồi. Vậy vậy là lớp mình có Viết Kim với Huỳnh Trang và Hồng Yến ha. Tiến nghỉ luôn cô. Rồi nghỉ luôn. Như vậy lớp mình như vậy là có thiếu hai bài các bạn nha, có bạn Viết Kim với bạn Huỳnh Trang. Lớp trưởng mình tên gì Dạ cô? Thư ạ. Thư. Rồi Thư có trách nhiệm là liên lạc giùm cô nha Thư, Dạ. liên lạc giùm cô. Ở trong trường hợp mà liên lạc nó không được là nhắn Zalo cô báo là liên lạc không được nữa thì thôi cô bỏ nó ra, vì cái buổi cuối bao giờ cô cũng dặn là cái buổi quan trọng để cô điểm số cho bạn, rồi cũng như là thiếu đủ gì thì mình báo. Rồi có lớp mình hai hai bạn chưa có bài nha Thư ơi. Dạ. Kim Trang với cô. Huỳnh Trang, đúng rồi, em liên lạc hai bạn báo giúp cô Liên, cảm ơn Thư. Dạ. Rồi N30 hiện đang thiếu bạn Cẩm Ly, bạn Minh Triết và bạn Như Ý, ba bạn. Dạ, Cẩm Ly là thiếu gì cô? Cô Liên không thấy bài đó thì bây giờ cô nói là có thể là cô bị sót thì Cẩm Ly cứ nộp bài lại cho cô nha Cẩm Ly. Dạ. Minh Triết bữa nay có đi học không Minh Triết ơi? Dạ có cô. Rồi Minh Triết cũng chuyển bài lại cho cô. Như Ý, Như Ý có đi học không Như Ý ơi? Không có nha. Vậy thì lớp trưởng anh của mình tên gì các bạn? Lớp trưởng có đi học không? Trả lời cô Liên ơi nè. N30 lớp trưởng đâu? Tập trưởng là Lan Hương á cô. Lan Hương, Lan Hương có đi học không Lan Hương ơi? Không có đi học. Vắng. Rồi vậy thì cô Liên coi lớp này đứa nào điểm cao nhất cô Liên nhờ. Chí Nguyên bữa nay có đi học không Chí Nguyên ơi? Dạ Nè có đó. cô. Rồi Chí Nguyên cô Liên nhờ nè. Vì anh điểm số anh là cao nhất trong lớp á, cho nên cô nhờ anh á là liên lạc cho cô Liên, Minh Triết, Như Ý với lại Cẩm Ly thì nó biết rồi. Minh Triết với Như Ý rồi nha, chuyển bài cho cô để cô Liên chấm. Nguyên còn có trường hợp khó khăn gì cứ ép Zalo số điện thoại của cô đó để có gì báo cô một tiếng để cô làm cho nó trách nhiệm cho nó hoàn thành. Rồi cảm ơn, đó là bài. Còn ngoài ra những bạn nào cô không nhắc tên tức là có điểm rồi. Rồi thì cô đánh Ơi giá bài kiểm tra ơi.
Em hỏi cô, em có hồi nãy em gửi lại cho cô trong Gmail rồi nha cô. Cái đó cô kiểm tra lại, cái kiểm tra Dạ. xong. Bây giờ cô đang lên lớp thì cô không có mở máy kiểm tra nữa đâu. Rồi cái đó cô kiểm tra sau nha Hoài. Rồi Dạ. bây giờ cô đánh giá chung tình hình chung của lớp mình, làm bài rất tốt, rất tốt. Điểm thấp nhất là 5, điểm cao nhất là 10. Lớp mình có một bạn Trần Lam Ngọc á, nha Trần Lam Ngọc làm bài rất là tốt. Rồi còn còn ra thì điểm các bạn tốt, điểm cao cũng nhiều đó. Rồi đó là về đánh giá điểm, cho nên các bạn yên tâm, điểm này chỉ mới điểm kiểm tra thôi, còn phụ thuộc vào cái bài, cái điểm phát biểu, cái điểm thường xuyên đi học. Cô gọi tên mà không thấy trả lời tức là hôm nay các bạn vắng, và cô sẽ để một dấu trừ, tức là đánh giá vào cái phần mà chuyên cần của các em, thì nó liên quan đến điểm chuyên cần, liên quan đến điểm để đóng góp xây dựng bài trong lớp nữa. Ví dụ như Gia Minh, là bạn Gia Minh là cũng hay đóng góp ý kiến cho lớp mình lắm nè, thì cô đều có ghi lại nha, vừa ghi sổ vừa vô cái điểm trong cái điểm luôn. Cho nên hôm nay mình buổi cuối rồi, đã kết thúc rồi, buổi này là mình kết thúc buổi học rồi. Về bài kiểm tra thì thôi, các bạn làm tốt, và có những bạn chưa nộp cho nên cô Liên không có tiện để mà giải thích luôn. Rồi nhưng mà có một cái điều lưu ý là các em không không nên sử dụng luật 2012 nha. Các bạn có biết cách vận dụng luật và sử dụng luật 2019 là chính xác đó. Nhưng mà không phải vì 2012 mà cô trừ điểm cũng hẳn. Nhưng mà bởi vì cái giáo trình á, cái giáo trình của chúng ta hiện đang sử dụng cái luật 20 2012. Cho nên cô Liên cũng cũng khó mà trách các em được. Nhưng các em lưu ý là bộ luật lao động, là mình đã có bộ luật lao động 2019 nha các em. Nên mình sử dụng bộ luật 2012 nó đã hết hết giá trị sử dụng rồi, giống như là luật cũ rồi, nha. Cái đó thì cô nhấn mạnh thôi, chứ cô cũng không có trừ điểm các em, vì trong cái giáo trình mà cô gửi cho các em mới nhất đó, là của Bộ Lao động Thương binh Xã hội phát hành, đó là cái cuốn giáo trình chính thống. Tuy nhiên thì không biết vì lý do gì thì các cái nhà làm soạn biên soạn đó thì không có cập nhật được, thì thôi thì cái đó lỗi ở nhà nhà gọi là nhà biên soạn đi, nên cô không có đặt lên các em mà cô trừ điểm các em. Tuy nhiên thì lớp chúng ta cũng có một trừ điểm là cái phần nào biết không, các em làm mà các em không có cái căn cứ pháp lý để các em xử lý. Thứ hai nữa là các em cóp dán gì đó trên mạng á, nó không có, các em không chỉnh chu về bài, tức là các em cóp dán file form chữ nào các em thả cho cô form chữ đó luôn, và có khi câu 1 á là form chữ Time Roman, tới cái câu 2 á thì Vini, câu 3 thì những cái phông chữ khác vân vân, thì nó người ta nhìn vô là người ta biết các em không chỉnh chu. Nên lưu ý làm bài trên file Word, các em phải chỉnh sửa về form mẫu, về nội dung, và đừng có sai chính tả. Có nhiều bạn cũng còn sai chính tả nữa. Nữa nữa là cái vấn đề tiếp theo nữa là cô không biết nhìn ở đâu. Câu 1 á thì làm luật 2012, nhưng tới câu 2 luật 2019. Một bộ luật lao động thôi, nhưng mà cái đó các em phải tư duy rằng là tại sao cái câu 1 á thì mình làm lại luật 2012. Và câu 2 thì mình lại làm bộ luật 2019. Cho nên là cũng cũng chỗ đó thì cái đó các em phải tư duy rằng mình đã sử dụng bộ luật 2019 á thì mình đã không có cần thiết phải sử dụng bộ luật 2012 nữa. Trong trường hợp á mà bộ luật 2019 không điều chỉnh cái nội dung đó đó, thì các em có thể viện dẫn bộ luật 2012 cũng được đó nha. Trong trường hợp mà bộ luật 2019 không quy định thôi. Chứ còn đa phần là bộ luật 2019 đã quy định thì các em phải sử dụng bộ luật 2019. Rồi. Rồi có bạn bạn nào có thắc mắc hay đặt câu hỏi nữa không ạ? Yên tâm, các bạn nộp bài cô đều là những người đạt yêu cầu, thấp nhất là 5 điểm và cao nhất là 10. Và 10 thì chỉ có một bạn thôi, 10 có điểm một bạn, còn 9 rưỡi, 8 rưỡi có nhiều. Rồi, đó là về cái phần nhận xét bài kiểm tra. Cho nên lớp chúng ta học tốt, làm bài tốt, nhưng khắc phục những cái điểm còn hạn chế mà cô nhận xét đó thôi. Để bài thi thì cô nhấn mạnh các bạn thì mấy bữa trước thì chưa chưa rõ ràng, nên bây giờ cô báo các em luôn. Lịch thi, kế hoạch thi thì bên khoa của chúng ta, khoa khách sạn nhà hàng sẽ đưa ra cho các em. Các em đợi cô một tí, cô gắn cái sạc. Rồi. Các bạn sẽ về cái lịch thi, bên khoa sẽ đưa cái kế hoạch, kéo cái tủ ra sẽ đưa ra cái kế hoạch thi cho các em. Thì thi sẽ thi trắc nghiệm nha các em.
thi trắc nghiệm, do đó các em phải ôn bài ngay từ bây giờ. Trắc nghiệm không phải dễ đâu các em. Trắc nghiệm nó tổng hợp kiến thức rất là nhiều, và nó dễ là dễ khi các em làm mà không có câu trả lời á, các em có thể chọn bất kỳ câu nào để mà mình sao đừng có để trống, đừng có để trống bài làm của mình là được. Thì đề thi có khoảng 50 câu cho 45 phút, vị chi là khoảng chưa được 1 phút một câu đâu. Cho nên đối với những câu dễ, các em không cần suy nghĩ nữa, các em bấm luôn. Còn đối với những câu khó hơn một tí thì các em suy nghĩ. Cho nên buộc lòng các em phải nắm được bài. Trong trường hợp bài mà các em không hiểu, các em có thể liên hệ cô để các em hỏi bài nha. Thậm chí là có thể là một buổi nào đó để cô ôn tập hoặc là chia sẻ lại thì các em cứ liên hệ nha. Đó là về cái phần thi cuối kỳ đó. Em nhớ là cái dạng đề trắc nghiệm. Trắc nghiệm có 4 đáp án A, B, C và D. Các em chọn một trong 4 đáp án đó nha. Và máy chấm luôn chứ không phải cô Liên chấm nữa. Cho nên buộc lòng máy thì không có nhân nhượng đâu. Máy là không nhân nhượng. Em mà không đúng đáp án là trừ điểm hết á. Do đó các em phải ôn bài kỹ cho cô. Còn làm bài thi á, thì có thể là cô chấm thì còn có thể dùng tình cảm để can thiệp được. Chứ còn máy chấm thì thua nha. Nên buộc lòng các em phải làm bài và học bài cho nó tốt. Rồi, bây giờ cô vô bài hôm nay. Các em còn cái nội dung là liên quan luật hành chính, luật hình sự, luật pháp luật phòng chống tham nhũng, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. Thì cái nội dung ở đây hôm nay các cô chia sẻ với các bạn trước hết đó là luật hành chính trước ha các em. Luật hành chính. Có bạn nào cho cô biết luật hành chính là gì không ạ? Luật hành chính là gì? Luật hành chính là gì các bạn? Nhật Hoài, Hoài trả lời đi Hoài ơi. Cô, luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Rồi, cô Liên cảm ơn. Thì bao giờ mình tiếp cận một cái ngành luật nào mình cũng đi từ cái khái niệm, cái đối tượng điều chỉnh và cái phương pháp điều chỉnh hết. Thì luật hành chính nó khác so với luật lao động mình vừa học, khác với dân sự. Vì luật hành chính nó thuộc nhóm luật công. Luật công nghĩa là sao? Đó là một trong các bên á, một trong hai bên trong quan hệ pháp luật á, là phải có nhà nước. Hay mình còn gọi là ít nhất phải có một bên là nhà nước. Để em lưu ý đó cho cô. Ít nhất một trong các bên phải là nhà nước. Nên buộc lòng các em phải nhớ cho cô rằng dẫn đến là các cái chủ thể này nó không tương xứng. Nó không có bình đẳng. Nên cái phương pháp chắc chắn là cái phương pháp không thể nào thỏa thuận được, nhớ nha. Các cái ngành luật trong cái lĩnh vực công á, ví dụ như luật hành chính hay luật hình sự, thì mình không có phương pháp thỏa thuận nha các em. Có thể có nhưng mà rất ít. Đó là trong hành chính nó có thỏa thuận nhưng mà ít lắm. Còn đa phần là mệnh lệnh hành chính hết. Mệnh lệnh quyền uy nha. Mệnh lệnh quyền uy. Nên các em đi cho cô một cái sang cái ý thứ hai. Đó chính là đối tượng điều chỉnh. Về cái đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, các em nhớ cho cô 4 chữ thôi. Đó là chấp hành và điều hành. Còn như thế nào là chấp hành, như thế nào là điều hành thì cô và cô sẽ giải thích cho các em nha. Nhưng các em để mà nhớ bài á, ví dụ như đề thi trắc nghiệm à, phương pháp điều chỉnh trong pháp luật hành chính là thỏa thuận. Phương pháp thứ hai đó là định đoạt. Phương pháp thứ ba là mệnh lệnh quyền uy. À, phương pháp điều chỉnh á. Và thứ tư đó là cấm đoán hoặc là bắt buộc, thì các em nhớ cho cô phương pháp mình điều chỉnh cho mệnh lệnh trong hành chính đó là mệnh lệnh quyền uy. Hoặc là đối tượng điều chỉnh, ví dụ đối tượng điều chỉnh trong hành chính là gì? Tất cả các quan hệ xã hội. Đối tượng điều chỉnh trong hành chính đó là gì? Chấp hành điều hành. Đó là tài sản nhân thân. Đó là gì? Người lao động và người sử dụng lao động. Thì các em biết ngay mình chọn chữ chấp hành và điều hành, nhớ cho cô nha. Đó là cái kiến thức mà bắt buộc các em nhớ. Thì đối với cái câu trả lời trắc nghiệm như thế này thì câu này thuộc dạng dễ. Nên buộc lòng các em phải nắm kiến thức.
không cần suy nghĩ, các em đánh vô cho cô đó là chấp hành điều hành liền, nhớ cho cô nha. Thì cái phần khái niệm nó có là luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Cái câu lúc nào nó câu cũng mở đầu như thế, luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong hoạt động chấp hành và điều hành, do cơ quan nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nó rất là dài, nhưng cô muốn là các em học xong các em đọng lại trong trí nhớ của mình hai chữ thôi, đó là chấp hành điều hành. Chấp hành điều hành là đối tượng điều chỉnh của hành chính, nhớ cho cô nha. Còn chấp hành điều hành thì mình triển khai nè, là những hoạt động chỗ nào, các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Cô Liên nói đó là gì? Đó là giữa Quốc hội với Chính phủ, đó là giữa cơ quan có thẩm quyền nhà nước trung ương, đó là Chính phủ, với các cơ quan hành chính nhà nước địa phương, đó là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thì đó chính là hoạt động chấp hành và điều hành. Chính phủ sẽ là điều hành, chấp hành là Ủy ban Nhân dân các cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thì mình gọi đó là cơ quan chấp hành. Hoặc là điều hành, đó là gì? Đó là Quốc hội. Quốc hội thì các em biết rồi, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan lập pháp duy nhất. Cho nên Quốc hội có cái quyền năng như thế này nè. Thứ nhất, Quốc hội là cơ quan làm ra hiến pháp và luật. Quốc hội là cơ quan gì? Quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Quốc hội là cơ quan giám sát tối cao của nước ta. Đó, cho nên các cái cơ quan khác như chính phủ và các cái cơ quan khác phải báo cáo trước Quốc hội. Mà báo cáo trước Quốc hội chính là chấp hành, đúng không? Còn Quốc hội là có được cái quyền điều hành. Đó là các bạn thấy rằng là đó là quan hệ hành chính. Quan hệ hành chính giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình chấp hành và điều hành. Hoặc là giữa các cơ quan hành chính với nhau, đó là gì? Đó là cơ quan ở trung ương với cơ quan ở địa phương. Cô Liên chia sẻ với các bạn, ví dụ vấn đề ngân sách nhà nước ha. Ngân sách nhà nước ở trung ương, ví dụ quy định theo ngân sách nhà nước ở trung ương rằng thành phố Hồ Chí Minh phải đóng góp cho ngân sách nhà nước là gọn khoảng á, các bạn, khoảng vào khoảng là 1/3 đó. Tính ra ngàn tỷ nhưng mà ước tính khoảng là 1/3 ngân sách của trung ương. Vậy thì thành phố Hồ Chí Minh có muốn không? Thực ra không muốn đâu. Vì thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách không à, ai mà thu ra mà muốn góp hết, phải để tái tạo lại thành phố Hồ Chí Minh, phải đầu tư cơ sở hạ tầng, phải đầu tư cho nguồn lực, phải nâng cao trình độ quản lý vân vân, rất là nhiều cần ngân sách. Nhưng mà bây giờ ngân sách trung ương yêu cầu rằng là phải đóng góp cho khoảng là 1/3 ngân sách của trung ương, thì chắc chắn rằng thành phố Hồ Chí Minh không có phản đối được, có ý kiến nhưng phải đóng các em. Rồi cái nữa các bạn sẽ thấy rằng là được giữ lại, thành phố Hồ Chí Minh chỉ giữ lại 18% thôi các em, trong khi Hà Nội được giữ 25%. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta chỉ giữ 18% thôi. Bây giờ chấp hành không? Dạ phải chấp hành, hành chính mà các em, mệnh lệnh phải chấp hành đó. Rồi bây giờ sau khi cái đó cũng có ý kiến rồi, thành phố Hồ Chí Minh ngân sách nhà nước cũng ý kiến rất nhiều rồi, xong cũng thành phố Hồ Chí Minh đạt được đó là Quốc hội đã quyết định là cho thành phố Hồ Chí Minh giữ lại thêm 5% nữa, tức là bữa nay được là 23%. Vậy thì cái đó là chấp hành điều hành đó các em. Phải chấp hành điều hành, ai mà mong muốn rằng là ai chẳng muốn rằng mình giữ lại được nhiều ngân sách, không phải là cho có cá nhân họ mà cho đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng, đường xá, cầu cống, các cái cơ sở trường học, giáo dục, y tế chứ. Bây giờ cái gì cũng quá tải ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn biết rồi, là cái nơi mà có rất nhiều vùng miền để mà tới, rồi các cái trường đại học nhiều nữa, cho nên sinh viên của chúng ta ở các nơi cũng tới, cho nên là cái và họ tới, họ đến làm gì? Họ đóng góp sức lực, họ đóng góp cái lao động, họ cũng tạo ra cái của cải cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà các bạn rõ ràng thấy là cái mà người ta giữ lại cho thành phố Hồ Chí Minh để mà đầu tư lại thì nó ít.
Nhưng các em nhớ cho cô, mà lên hành chính là không có cãi được. Mà lên hành chính là bắt buộc phải tuân theo, phải chấp hành thôi các bạn nha. Thì đó là cái đối tượng điều chỉnh thứ nhất của trong pháp luật hành chính. Thứ hai là chấp hành, điều hành trong cái nào? Trong nội bộ của một cơ quan hành chính. Ví dụ như cô nói, ví dụ như là ở sở y tế đi ha, trong sở y tế, hoặc là đó là cơ quan chuyên môn nha. Thì sở y tế, giám đốc sở y tế sẽ là cái người đứng đầu và có cái thẩm quyền điều hành các cái hoạt động trong sở y tế, và điều hành các cái nhân sự, điều hành về cái cơ cấu tổ chức đó. Thì cô nói là trong cái một cái cơ quan nội bộ, và cái người đứng đầu sẽ là chịu trách nhiệm đó về về và quản lý. Thứ ba là gì? Đó là các cá nhân và nhà nước trao cho cái quyền đó. Cô nói ví dụ cảnh sát giao thông thôi, thì cái chú cảnh sát giao thông chính là được nhà nước trao cho cái quyền. Quyền được gì? Quyền được quản lý, quyền được kiểm tra, quyền được xử phạt đối với các cái lĩnh vực mà chú cảnh sát đó quản lý. Đó, thì đó là các cái hoạt động liên quan đến cái luật hành chính. Hoặc là một cái nhóm quan hệ xã hội nữa, đó là giữa các cơ quan nhà nước với công dân. Với công dân. À, các em liên hệ làm việc các cái giấy tờ, hồ sơ, giấy tờ, thì đó là giữa công dân với nhà nước. Cho nên bên lúc nào cô nói các bạn thấy rằng là ít nhất một trong các bên phải là nhà nước rồi đó, phải là nhà nước. Cho nên các em nhìn vô, nhìn dạng vô là các bạn biết đó là luật hành chính. Cô có thể ví là cả đời người các bạn không có bao giờ cần đến tòa án chi hết, đúng không? Ai mà muốn tới tòa án làm gì nha. Rồi cả một cuộc đời mình cũng chả bao giờ buồn đến đến các cơ quan quyền lực nhà nước như là quốc hội, như là hội đồng nhân dân làm gì hết, đúng không? Nhưng mà ít nhất một lần trong đời mình phải tới cơ quan hành chính nhà nước. Theo các em mình tới làm gì? Tới nhà nước làm gì? Tới cơ quan nhà nước làm gì các bạn? Tới cơ quan nhà nước làm gì? Đăng ký với kết hôn hả cô? Ờ đúng rồi, đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn là không có ủy quyền được, không có ăn người nào đi thay thế mình được hết á. À, trừ trường hợp là các em không có chịu kết hôn thôi nha. Chứ còn kết hôn là các bạn bắt buộc phải tới, mình phải tới nha. Và các bạn thấy rằng là bây giờ cải cách rồi, giờ kết hôn là nhanh lắm. Đi tới đăng ký kết hôn xong là có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngay luôn, ngay và luôn, à, lấy luôn về. Và hiện nay là người ta cấp, sẽ cấp hai bản, vợ giữ bản, chồng giữ bản. Còn ngày xưa cô kết hôn thì chỉ có một bản duy nhất thôi, một bản duy nhất thôi. Còn bây hiện nay thì có cả hai bản. Luật hôn nhân gia đình các em, cô không giảng cái phần luật hôn nhân gia đình cho các em, tuy nhiên các em nhớ cho cô rằng là để mà về mặt pháp lý á, về mặt nhà nước á, vợ và chồng chỉ ràng buộc khi có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thôi nha. Còn các bạn mà cứ ở với nhau rồi có mấy đứa con mượt, tổ chức mấy cái đám cưới nhà nước cũng quan tâm, chỉ quan tâm rằng bạn đã có đăng ký kết hôn hay chưa. Và nó liên quan đến thủ tục thừa kế, giống như hôm bữa các em làm bài thừa kế đó, thì nó chỉ phát sinh khi có hôn nhân thôi. Khi có giấy đăng ký kết hôn, còn không có thì thôi nha. Không có thì giống như chúng ta góp gạo thổi cơm chung thôi. Còn nếu mà có vấn đề gì chia tay thì đừng có đòi chia tiền nha. Không, gọi là của ai nó giữ, dạng giống vậy, các bạn lưu ý cho cô. Vậy thì những cái bạn, ví dụ hiện nay trên các cái diễn đàn của những người đồng tính á, thì các bạn thấy là những người nam ở với những người nam, hoặc là những người nữ ở với những người nữ, thì pháp luật không công nhận đó là hôn nhân nha các em. Không công nhận hôn nhân. Và họ sống với nhau, ví dụ như trên tình cảm là vợ chồng thôi. Còn nếu chia tay thì tòa án có xử lý không? Thì xử lý, nhưng mà không xử lý về ly hôn, mà xử lý là sẽ ra một cái bản án hoặc là một quyết định là không công nhận vợ chồng nha các em. Không công nhận vợ chồng. Còn về liên quan đến tài sản á, thì sẽ chia đôi, không phải chia đôi, mà là của ai người đó giữ. Ví dụ như đóng góp công sức của ai người đã lấy thôi, đó là theo 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 phần thôi, phần ai nấy giữ, phần ai nấy hưởng nha. Thì đó là cô chia sẻ với các bạn, nếu mà đó là cái hiện nay á, hôn nhân đồng tính ở Việt Nam thì không cấm nhưng mà không công nhận nha. Tức là có tổ chức đám cưới thì cũng mượt, không có có nhà nước không can thiệp, hay là họ sống chung với nhau kệ, nhà nước cũng không can thiệp về cái quan hệ đó là hôn nhân. Nhưng mà cái đó là quan hệ về dân sự nha các bạn. Lúc này lại là dân sự đó, thì pháp luật sẽ không sử dụng luật hôn nhân gia đình để điều chỉnh, mà sử dụng luật dân sự. Các bạn nhớ nha, luật dân sự điều chỉnh. Thì cô chia sẻ đó là về đối tượng điều chỉnh. Và đối tượng điều chỉnh đó, và các em cũng nhấn mạnh các bạn rồi, một trong các bên phải là nhà nước, dẫn đến cái phương pháp điều chỉnh là giữa các cái chủ thể nó không bình đẳng
Cho nên cái phương pháp điều chỉnh lúc bấy giờ đó chính là phương pháp mệnh lệnh quyền uy. Nhớ cho con mệnh lệnh quyền uy, phương pháp mệnh lệnh quyền uy nha. Chứ trong hành chính không có, có giống như trong dân sự mình sự thỏa thuận đâu. Vì trong dân sự là các cái chủ thể bình đẳng, cho nên hành chính các em lưu ý ha. Rồi, phương pháp mệnh lệnh các cơ quan hành chính nhà nước các em đọc thêm cho cô. Xử phạt vi phạm hành chính các em sang cho cô vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính. Thì hiện nay các bạn thấy rằng là cái hành vi vi phạm hành chính nhiều lắm. Ở trong đây lớp mình có bạn nào có bao giờ bị xử lý vi phạm hành chính bao giờ chưa? Rồi có bạn nào chia sẻ cô và cả lớp. Không có gì xấu hổ, không có gì quê. Cô Liên vô Sài Gòn năm 2000. 2000 mấy đứa sinh chưa ta? Có đứa sinh ra rồi, có đứa chưa sinh ra, đúng không? Thì năm 2000 cô Liên vào Sài Gòn. Đến bây giờ là 2021, vị chi là 21 năm rồi. Thì cô cũng bị xử phạt vi phạm hành chính đó, trong trường hợp tham gia giao thông. Vì có thể là cô không cố ý, vô ý cũng bị xử phạt. Thì đó là vi phạm hành chính đó các em, vi phạm hành chính đó nha. Nên là trong lớp mình có bạn nào đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính bao giờ chưa? Hay là trước hết là cô nói là các bạn đã có từng thực hiện hành vi vi phạm chưa cái đã, còn xử lý chưa nói nha. Có bao giờ bạn đã bị vi gọi là thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa? Ừ, cô Liên mời bạn cao điểm nhất lớp mình đây nè. Lam Ngọc, Ngọc đâu rồi Ngọc? Bây giờ mà không trả lời hoặc là trả lời không được hoặc là vắng học bữa nay là trừ điểm nha. Cô ơi, cái bạn đó bạn nó nhắn với em á là cái mic của bạn đó không có mở được cho nên bạn nó nhắn trong cái phần chat đó cô. À, vậy là trừ điểm Lam Ngọc được rồi đúng không các bạn? Mình người ta có 10 điểm, người ta có tài sản có vốn rồi mình trừ điểm được. Rồi cô Liên cảm ơn. Gia Minh trả lời cô Liên nghe coi. Gia Minh điểm cũng cao nè. Dạ cô. Gia Minh. À, dạ, Gia Minh trả lời cô coi. Có bao giờ thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa, nói nghe coi, hay là công dân tốt chưa bao giờ thực hiện hành vi vi phạm hành chính? Dạ chưa, em chưa có sử dụng cái này bao giờ hết. Vi phạm hành chính chứ không phải sử dụng, mình thực hiện hành vi vi phạm hành chính đó. À, dạ chưa cô ơi. Giỏi quá đúng không? Công an giao thông bắt á. Công an giao thông bắt á. À, rồi Gia Minh hỏi bây giờ nói thiệt nha cô nè, có bao giờ đi xe máy mà không đội nón chưa? Dạ chưa cô ơi, em rồi, chạy giỏi. Lên xe được đội nón. Có khi nào đi có bao giờ lái xe máy không? Gia Minh có lái xe máy không? Mình dạ nó bắt đầu mà. Hả? Gia Minh có lái xe máy không? Dạ có cô. Có bằng lái chưa? Dạ rồi cô. Rồi. Rồi lái rồi. Rồi xe đó xe của ai? Dạ xe của mẹ em. Rồi, xe có mua bảo hiểm xe không? Dạ có luôn cô. À, giỏi quá, tuân thủ quá tốt. Có bao giờ vượt đèn đỏ chưa Gia Minh? Có mà em hên. Dạ có mà hên, em không có bị bắt. Tại em à. Em chạy em lo nói chuyện với con Ngọc của cô. Tại em đi học với bạn á, cho nên em không để ý. Nghĩa là cái con Ngọc đó xứng đáng trừ điểm lắm. Lỗi tại nó, nói chuyện làm mình vượt đèn đỏ đúng không? Dạ. Và Gia Minh nói rằng ôi em hên quá, cho nên em không bị xử phạt. Như vậy là ở đây câu chuyện của Gia Minh nó có hai vấn đề luôn. Thứ nhất đó là hành vi vi phạm hành chính và thứ hai là xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy Gia Minh đã từng vi phạm hành chính rồi. Vượt đèn đỏ đó là vi phạm hành chính. Mà Minh không bị xử phạt vi phạm hành chính, tức là không bị cảnh sát giao thông xử phạt, thì đó nó liên quan đến xử lý vi phạm hành chính nha. Hai khái niệm khác nhau. Cái việc mình vi phạm là có rồi đó, còn mình không bị xử lý thì lại là chuyện khác, chứ không phải là mình chưa vi phạm nha Ngọc nha. À, nhờ Minh nha. Rồi, vậy là có vi phạm hành chính đó nha, chứ không phải không có đâu. Tưởng từ trước tới giờ toàn là thực hiện đúng nha. Rồi cái việc mà mình vượt đèn đỏ là có nè. Rồi thậm chí mình rẽ phải khi đèn đỏ cũng có thể có nè. Những cái lỗi nhỏ nhỏ đó, ví dụ hoặc là mình lấn tuyến có nè, mình vượt vạch có nè, có đó. Hoặc là mình dừng không đúng vạch quy định, hoặc là mình dừng đổ không đúng nơi quy định, nhiều lắm chứ. Nhưng mà các bạn thấy rằng là đó là vi phạm hành chính đó. Vậy thì vi phạm hành chính là gì? Vi phạm hành chính là hành vi nha. Hành vi ở đây các em gạch chân cho cô. Hành vi ở đây để phân biệt với gì? Thái độ.
cái em suy nghĩ trong đầu hay là thái độ của các em thì không xử lý được. Nó hành vi vi phạm hành chính phải được thể hiện ra bên ngoài bằng hành vi. Và hành vi đó có thể là hành động hoặc là không hành động. Nhớ nha, hành động hoặc là không hành động. Mình hành động mình vi phạm, hoặc là mình không làm gì hết mình cũng vi phạm. Đó. Rồi, thứ hai, hành vi đó là trái pháp luật. Nhớ cho cô, pháp luật này là pháp luật hành chính. Thứ ba là phải do chủ thể có năng lực pháp luật hành chính. Thì ở đây cô sẽ hỏi các em đó, hỏi các em rằng là cái năng lực chủ thể của luật hành chính là ai, là cô, là các bạn hay là ai? Vậy thì người có năng lực pháp luật hành chính là người như thế nào? Chỗ đó thì các em nghiên cứu thêm cho cô. Rồi, xâm hại đến các quan hệ pháp luật mà luật hành chính bảo vệ, mình gọi đó là khách thể nhớ nha. Từ khách thể này rất là hay. Từ khách thể này để mà thay thế cho các quan hệ xã hội mình có thể liệt kê. Đó là xâm phạm đến gì? Đến trật tự an ninh an toàn xã hội liên quan đến các cái vấn đề đề quản lý của nhà nước. Thì mình gọi đó là khách thể. Đó không ạ? Về giao thông, về quản lý, về kinh tế, về xã hội, về xử phạt, về y tế. Ví dụ như cô nói rằng là trong đợt vừa rồi dịch bệnh á, thì cái đó cũng là một cái quan hệ mà pháp luật hành chính điều chỉnh bảo vệ, mình gọi đó là khách thể, được không? Hành vi không đeo khẩu trang, hành vi ra ngoài đường không có lý do chính đáng, hành vi gì đi tụ tập quá hai người bên ngoài trường học công sở, thì đó là các hành vi vi phạm hành chính và sẽ bị xử lý. Còn cái việc xử lý hay không là quan trọng, là vấn đề là cơ quan có thẩm quyền có phát hiện hay không và có kịp thời xử lý hay không lại là chuyện khác. Còn hành vi vi phạm hành chính tức là cái người có năng lực trách nhiệm thực hiện, đó là cô Liên, là các em, là người có năng lực thực hiện, nhưng mà thực hiện cái hành vi gì không đúng với luật định thì mình gọi là vi phạm thôi nha. Vi phạm là xâm hại các cái quy định mà pháp luật yêu cầu bắt buộc mình phải làm cho đúng, nhưng mà mình làm không làm đúng, làm sai hoặc là không làm ha, thì đó gọi là vi phạm hành chính các bạn nha. Rồi các em xem cho cô các cái dấu hiệu của vi phạm hành chính nè. Và để một hành vi được bị coi là vi phạm hành chính, nó phải đáp ứng đủ 4 yếu tố này, các em lưu ý cho cô nha, phải đầy đủ 4 yếu tố này luôn. Thứ nhất là cái hành vi đó phải là hành vi trái pháp luật hành chính. Chứ còn cái hành vi mà mình cô nói ví dụ như là cô Liên mà mượn tiền của ABC, cô Liên không trả thì nó không phải là pháp luật hành chính. Nhưng cái hành vi cô là vi phạm các cái thỏa thuận trong dân sự chứ không phải trong hành chính. Ví dụ như cô đến ngày, đến tháng rồi. Ví dụ như đến tháng, đến ngày 30 tháng 7 hay là 30 tháng 6 cô Liên phải trả tiền, mà tới 30 tháng 6 cô không có tiền, cô không trả, cô chay ì, cô không trả luôn đó, làm gì nhau ha. Thì bây giờ lúc này nó không phải là vi phạm pháp luật hành chính nha. Cho nên trong trường hợp này là vi phạm pháp luật dân sự. Mà vi phạm pháp luật dân sự thì mình đi đâu mình đòi? Các em, vi phạm pháp luật dân sự mình đi đâu mình đòi? Đi đâu đòi các em? Em cho cô biết nè. Bạn Lâm Lương Thành N29 đâu rồi? Lâm Lương Thành bữa nay có đi học không Thành? Vắng ha, cho một cái dấu trừ, chà bả lửa. Phạm Thanh Thảo đi học đó cô. Cái bạn, gì? Ai? Bạn bình luận ở trong hình như là Mít Thư hay sao cô? Sao tụi bay với Mít, tụi bay hay hư hoài vậy? Rồi. Thanh Thảo, Phạm Thanh Thảo. Dạ có em cô. Thanh Thảo ơi, ví dụ như cô tới ngày, tới tháng, tới năm mà cô phải đóng tiền, cô trả tiền, cô không trả tiền là cô vi phạm rồi đó. Cô vi phạm pháp luật là chắc chắn rồi. Nhưng mà vấn đề là vi phạm pháp luật nào? Dạ vi phạm pháp luật dân sự á cô. Rồi bây giờ thí dụ em là chủ nợ đi, em là cái người mà cô vi phạm đó, cô vi phạm cái thỏa thuận, cô vi phạm cái nghĩa vụ thực hiện đối với em sẽ đi đòi bằng cách nào? Dùng dao tới nhà em. Mình lên tòa án. Rồi, cảm ơn em. Đúng rồi, mình phải sử dụng như thế. Chứ không có giống như cô Liên là cầm dao tới nhà nó chém nha. Không được.
hay là tới nhà nó khuân đồ nó, khuấn đồ nhà nó, hay là tới nhà nó gọi là cái gì, mình gọi đó là gì ta, hành vi là tới là xiết nợ, không được nha. Mình phải là học luật rồi, mình biết rồi, mình phải khôn ngoan. Thứ nhất là mình phải đòi nó. Đòi nó không được nữa thì mình bằng văn bản giấy tờ mình đòi nó. Đòi nó vẫn không, nó không chịu trả nữa, mình đưa nó lên tòa án. Hoặc là bạn đi thẳng lên tòa án cũng được nha. Có khi nó quên em ha, thì mình nhắc nó, nhắc nợ. Nó không chịu nữa thì mình gửi nó đơn ra tòa án. Thì trong quá trình này mình gọi đó là vi phạm pháp luật dân sự. Nhưng vi phạm pháp luật hành chính thì nó khác. Ví dụ cô nói các cái trật tự quản lý xã hội, đó là gì? Vi phạm ví dụ xây dựng nhà trái phép, đó là vi phạm kinh doanh trái phép, đó là gì? Đó là không thực hiện đúng các cái quy định hiện nay về phòng chống dịch bệnh ở mức độ mà chưa nghiêm trọng theo quy định của hình sự thì nó là hành chính nha. Như vậy cái hành vi đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Vi phạm hành chính cũng là vi phạm pháp luật, vi phạm hành sự cũng là vi phạm pháp luật. Nhưng vi phạm hành chính là cái hành vi mà trái với pháp luật hành chính, được chưa? Thứ hai, cái hành vi đó xâm phạm đến những quan hệ xã hội mà do pháp luật hành chính bảo vệ. Rồi thứ ba là chủ thể thực hiện hành vi có lỗi. Vậy thì ở đây cô muốn các bạn chứng minh cho cô cái yếu tố lỗi ở đây. Xin mời. Như thế nào? Ngọc Tú N29. Để giờ 29 nhiều quá. Ngọc Tú đâu rồi? Anh trả lời nha. Tú nè, cho giáo trừ nè, bắn nè. Rồi. Hồ Hình, Hồ Hình Thị Hồ Duyên N30 trả lời cho cô biết yếu tố lỗi của chủ thể được hiểu như thế nào. Ví dụ hồi nãy Gia Minh nói có lần Gia Minh vượt đèn đỏ. Như vậy Gia Minh chính là chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Vậy thì chứng minh hành vi của Gia Minh có lỗi, mình chứng minh yếu tố nào? Xin mời. Hồ Duyên vắng luôn. Kim Ngân. Dạ có em cô ơi. Ủa có mà không trả lời vậy Duyên? Dạ em đang suy nghĩ. Phải nói có em nên mà đợi em suy nghĩ cái đã. Ví dụ dạ. Hoặc là cô Liên nè, cô Liên nói nè. Cái hành vi cô đi lái xe máy. Cô lái xe máy en cái cổng cảnh sát giao thông dựng cô lại nói rằng: "Bà Liên sao bà không đội nón bảo hiểm?" Vậy thì cái việc cô không đội nón bảo hiểm đó là hành vi vi phạm pháp luật, đúng. Đã xâm phạm đến các cái trật tự quản lý nhà nước bảo vệ, đúng. Như vậy cái chú cảnh sát giao thông phải chứng minh yếu tố lỗi. Lỗi ở đây mình được hiểu như thế nào về yếu tố lỗi? Xin mời. Dạ thưa cô, là mình vi phạm cái luật mà nhà nước đề ra cô. Là hai cái yếu tố trên cô nói rồi, lỗi của chủ thể. Vậy thì chủ thể này mình phải thể hiện như thế nào? Lỗi ở đây là được chứng minh như thế nào? Hay là một bạn, ví dụ như hiện nay các bạn thấy đâu chờ đến đầy đủ có giấy phép lái xe như bạn Gia Minh mới lái xe máy đâu. Bây giờ các bạn nhỏ cho lớp 7 nó cũng lái xe máy ào ào, lớp 8 nó cũng lái xe máy ào ào. Vậy thì cái bạn mà lớp 7 nó lái xe máy là nó vi phạm. Cô Liên nó không đội nón bảo hiểm nó vi phạm. Cô Liên không đội nón bảo hiểm cũng là vi phạm, đúng rồi. Nhưng mà ngoài ra đó, cô Liên thêm một cái gọi là em bé đó sẽ nó sẽ gì? Về cái độ tuổi, hiểu không ạ? Độ tuổi nó không chưa đủ tuổi để thực hiện hành vi lái xe, nhưng mà nó có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không, đúng không? Vậy thì liên quan đến yếu tố lỗi này mình chứng minh ở góc độ nào các bạn? Góc độ nào? Rồi, thôi thì các bạn để chia sẻ với các bạn luôn. Thì ở yếu tố cái hành vi có lỗi ở đây, tức là cái chủ thể đó có lỗi, các em phải chứng minh cho cô. Thứ nhất đó là yếu tố về độ tuổi các em. Độ tuổi thì theo các em á, chủ thể mà vi phạm pháp luật hành chính á, thì bao nhiêu tuổi các bạn? Bao nhiêu tuổi? 16 tuổi hả cô?
16 tuổi. Cảm ơn em. Có bạn nào có ý kiến khác à? Dạ 18 tuổi. 18 tuổi. Có bạn nào ý kiến khác nữa? Trí Nguyên. Thưa cô là từ 14 đến dưới 16 tuổi. Từ đủ 14 đến dưới 16. Vậy thì trên 16, ví dụ như cô bây giờ 40 tuổi rồi, chẳng lẽ không xử lý hả? Đúng không? Trí Nguyên, theo Trí Nguyên thì bao nhiêu tuổi? Không biết. Cảm ơn Nguyên. Cảm ơn Nguyên. Nguyên suy nghĩ ra là được rồi. Nhưng mà cô muốn Nguyên có cái giống như cái tư duy thêm thôi, mở rộng vấn đề thôi. Được rồi. Thì người từ đủ 14 tuổi đến... người từ đủ 14 tuổi trở lên nha, thì đã là chủ thể của luật hành chính rồi. Và từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nhớ nha các em. Vậy thì cái người mà chưa đủ 14 tuổi á, trở về trước á, các bạn sẽ thấy rằng là không xử phạt vi phạm hành chính được các em. Không xử phạt được và không coi đó là hành vi vi phạm hành chính được. Vì sao? Vì cái yếu tố chủ thể không đáp ứng. Thứ hai, người đó phải sao? Phải đáp ứng về cái khả năng nhận thức. Nhận thức ở đây không phải là hiểu biết hay không hiểu biết, mà là cái tâm, gọi là có bệnh về thần kinh hay không. Năm, có người có bệnh về thần kinh, ví dụ như bị mất bệnh tâm thần, bị tâm thần, thì cũng không xử lý hành chính được các em. Tức là họ không có yếu tố lỗi. Đó là tôi chứng minh các bạn về hai vấn đề đó. Thứ hai, thứ tư, đó là chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính là cá nhân và tổ chức. Rồi, đó là vi phạm hành chính. Các em sang cho cô xử phạt vi phạm hành chính cho cô. Thì hành vi vi phạm hành chính là một biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền. Chủ thể có thẩm quyền, các em nhớ cho cô, phải là nhà nước. Xử phạt trong vi phạm hành chính phải là nhà nước hoặc là cá nhân được nhà nước trao quyền. Đó, cô nói đó là chủ tịch ủy ban, đó là gì? Giám đốc sở y tế, đó là giám đốc sở công thương, đó là gì? Đó là cảnh sát giao thông, đó là gì? Chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, chủ tịch xã. Thì đó là những người có thẩm quyền mà nhà nước trao cho họ cái quyền xử phạt vi phạm hành chính. À, rồi, xử phạt đối với ai? Đối với các cá nhân tổ chức đã vi phạm hành chính, giống cái hồi nãy mình chứng minh họ đủ 4 yếu tố đó, theo trình tự thủ tục mà luật hành chính quy định. Thì các em thấy rằng đó chính là xử phạt vi phạm, xử lý vi phạm hành chính nha. Cho nên tại sao các bạn khi mà đi tham gia giao thông á, có những trường hợp á, họ xử lý tại chỗ. Có những cái trường hợp họ lập biên bản, các em, họ lập biên bản và sau đó các em phải lên kho bạc hoặc là các em phải đến cái cơ quan mà họ hẹn đó để các em lấy cái quyết định xử phạt. Vì sao? Vì những cái người, ví dụ như cô nói cảnh sát giao thông, họ không đủ thẩm quyền xử phạt các em. Họ chỉ có thẩm quyền ghi nhận lại sự việc, đó là biên bản thôi, mà họ không đủ thẩm quyền xử phạt thì họ không ra quyết định xử phạt được, mà họ phải chuyển đến thủ trưởng cơ quan hoặc là cơ quan khác, cơ quan có thẩm quyền chuyên môn chung để mà xử phạt hành chính, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng họ lập biên bản nhưng họ sẽ hẹn các bạn xử phạt sau, có một cái quyết định xử phạt sau, thì đó chính là xử phạt vi phạm hành chính, phải theo đúng cái thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nhớ nha các bạn. Đó là xử lý vi phạm hành chính. Rồi, các em sang cái ý tiếp theo cho cô, nguyên tắc xử phạt hành chính cho em phải nắm cho cô nè. Thứ nhất là người thẩm quyền phải xử phạt hành chính phải là do người có thẩm quyền, nó xử phạt không đúng không được. Ví dụ như cảnh sát giao thông hiện nay có mức xử phạt là những cái người mà tham gia thực hiện đó là có mức xử phạt đó là 500 ngàn. Ví dụ cô nói vì đối với những cái hành vi vượt quá 500 ngàn thì họ không xử phạt được mà họ phải lập biên bản. Thì đó người ta gọi là người thực hiện cái hành vi xử phạt phải đúng thẩm quyền. Cho nên là cái này các em xem cho cô, luật xử lý vi phạm hành chính á, thì người ta sẽ quy định thẩm quyền của tỉnh, của huyện, của cảnh sát giao thông, của cảnh sát biển, của bộ đội biên phòng rất là nhiều nha. Và độ của thanh tra, của kiểm thị trường, có hết. Các bạn học luật để mình biết vận dụng thôi, chứ còn không cần các em phải thuộc lòng, không thuộc lòng, nhưng mà cái cách thức để mà các em vận dụng để em biết
Thứ hai, cá nhân tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính thôi. Họ phải chứng minh, họ phải chứng minh đủ 4 dấu hiệu đó họ mới xử phạt các em được. Rồi, thứ ba, hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý kịp thời và công minh. Nhưng mà vấn đề là có đủ lực lượng để xử lý kịp thời công minh hay không, mà phải trông chờ vào cái ý thức thôi các em nha. Thứ tư, một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần và người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Thì câu nói các bạn, thí dụ như trong trường hợp mình đi ra ngoài á, mình vừa không đeo khẩu trang, mình vừa tụ tập thì người ta có thể xử phạt mình á. Ví dụ vừa rồi có một bạn ở quận 2 á, bạn đi tập thể dục á các bạn, rất hiên ngang, con biết vì sao nữa, có thể mà suy nghĩ sao, không biết đầu óc sao á, mà nhà nước mình quy định rồi đúng không? Trong vấn đề là xử phạt vi phạm hành chính, thứ nhất là gì? Là không ra đường phải đeo khẩu trang, ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang, tới nơi công cộng phải đeo khẩu trang. Thứ hai là ra ngoài phải có lý do chính đáng. Nhưng mà bạn này, bạn đi tập thể dục, các bạn biết rằng là lý do chính đáng như thế nào gọi là lý do chính đáng thì nhà nước mình cũng đã lý giải rồi. Và tập thể dục trong lúc này không phải là lý do chính đáng. Và bạn đó tập thể dục rất là hiên ngang, trên YouTube thì đều có các clip này, các em cũng có thể coi được. Nhưng mà coi thường cô nói thì không biết nữa. Cái này nó ý thức con người, ý thức của con người không có luôn. Đừng nói ý thức pháp luật, ý thức công dân nha. Ý thức con người không có. Và bạn cứ đứng tập thể dục cho đã, rồi người ta đưa về phường và người ta xử phạt đối với hai hành vi luôn ha các bạn. Một đó là hành vi không đeo khẩu trang là hết 2 triệu đồng. Hành vi thứ hai là ra ngoài đường không có lý do chính đáng, 2 triệu đồng. Tổng hình phạt là tổng mức phạt đó là 4 triệu đồng. Các bạn thấy không? Thế từng hành vi, cho từng hành vi vi phạm. Rồi, cái yếu tố thứ năm đó là xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ và tính chất mức độ của người vi phạm, cho nên cái khung hình phạt là từ 1 đến 3 triệu đồng. Các em thấy không? Tùy vào cái hành vi của mình, tùy vào cái mức độ vi phạm và tùy vào cái tính chất mức độ hành vi, đúng không? Vừa thực hiện hành vi rồi mà còn thêm cái tội là chống đối nữa các bạn ha. Rồi thực hiện hành vi rồi. Nên các bạn sẽ thấy là cái tổ điều tra họ có thể căn cứ để mà người ta đưa mức hình phạt, mức phạt là 1 triệu hay 2 triệu hay 3 triệu. Ví dụ cô Liên ra ngoài đường không đeo khẩu trang, nhưng mà quên, các bạn ví dụ như mình quên, mình xin lỗi, mình nói thôi em xin phạt, thì họ thấy thương tình, họ nói à quên, thì tùy thái độ của mình nữa ha, tính chất mức độ lần đầu, người ta có thể xử phạt 100.000 thôi, 1 triệu đồng thôi, trong khung hình phạt, trong khung phạt là 1 triệu đồng. Nhưng mà có người cũng không đeo khẩu trang, nhưng mà có nhiều người thách thức lắm, các bạn thấy không? Và vừa rồi cũng có cô đi, tôi không có khẩu trang, lấy gì tôi đeo? Rồi cái việc đó họ đặt ra vấn đề là nhà nước, tôi không có lấy đồ tôi đeo. Thứ hai nữa là tôi đi ra đây có một chút. Thứ ba nữa là gì, tôi có bệnh mà tôi phải đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang là người bệnh mới đeo, thì không biết suy nghĩ kiểu gì. Thì đối với những hành vi như thế, người ta có thể xử phạt kịch khung ha. Kịch khung là 3 triệu đồng luôn. Ví dụ như thế, thì đó là tùy cái mức độ, tính chất, cái thái độ của người hành vi vi phạm thì có thể bị xử lý. Đó là nguyên tắc xử phạt ha các em. Rồi lưu ý xử phạt, rồi tình thế cấp thiết các em coi thêm cho cô, và các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Chỗ này đọc thêm sách giáo khoa cho cô đọc nha. Chứ còn có thi trắc nghiệm là có nha các em. Ví dụ như những cái hình thức sau đây không phải là hình phạt chính. Không phải là hình phạt chính trong pháp luật hành chính. Cô lấy ví dụ, cô Lê Liên lấy ví dụ như là gì, xử phạt các cái hình thức xử phạt chính, ví dụ như phạt cảnh cáo, phạt tiền. Nhưng mà đối với cái hình thức xử phạt tịch thu tang vật hay là khôi phục tình trạng ban đầu thì nó không phải xử phạt chính. Nhưng mà cô đưa luôn nó là xử phạt chính thì các em phải loại trừ nó ra nha. Chỗ phần này cũng là rất là quan trọng, nên các em đọc thêm trong sách cho cô, được chưa? Rồi, coi như xong phần pháp luật hành chính. Ở đây phần pháp luật hành chính có bạn nào không hiểu hoặc đặt câu hỏi gì hay không ạ? À? Nếu các bạn không có ý kiến hoặc đặt câu hỏi gì thì cô sẽ tóm gọn lại ha. Tóm gọn lại những nội dung chính của pháp luật hành chính. Thứ nhất, các em phải nắm được cho cô cái khái niệm luật hành chính là gì.
nha. Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luôn luôn các em nhớ cái câu đó cho cô. Và luật hành chính nó bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật, chắc chắn rồi đúng không nè? Vì quy phạm pháp luật là thành tố nhỏ nhất trong cái các ngành luật và cũng như là trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Cho nên là và điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến chấp hành và điều hành. Nên các em nhớ cho cô bốn chữ đó là chấp hành và điều hành giùm cho cô nha. Đó là bốn chữ thôi nha, chấp hành và điều hành, đó là đối tượng điều chỉnh. Thứ hai là phương pháp điều chỉnh, các em nhớ cho cô đó là mệnh lệnh quyền uy, nhớ à, mệnh lệnh quyền uy. Rồi, thứ ba, các em nắm cho cô đó là các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính. Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính là gì? Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Thì các em xem thêm. Rồi, cái vi phạm hành chính các em phải nhớ cho cô bốn dấu hiệu của vi phạm hành chính. Đó là những nội dung quan trọng của pháp luật hành chính mà các em phải nắm. Rồi, có ai có đặt câu hỏi gì đối với phần pháp luật hành chính không ạ? Rồi nếu không có các em chuyển sang cho cô phần tiếp theo, đó là pháp luật hình sự. Thì hình sự cũng giống như hành chính, nó là thuộc lĩnh vực công. Lĩnh vực công. Vậy thì nhắc đến hình sự các em nghĩ đến điều gì? Kiều Thư, cô mời bạn Kiều Thư. Kiều Thư N Rồi Kiều Thư cho cô biết nè, khi mà nói đến hình sự các em nghĩ đến vấn đề gì của hình sự? Hình sự mình nghĩ đến gì? Dạ cô hỏi lại cô, cái phần bên loa em nó hơi bị hình sự khi nhắc đến hình sự mình nghĩ đến vấn đề gì? Hả? Hình sự nghĩ đến cái gì? Dạ thưa cô là nghĩ tới là tập hợp các hệ thống, nói chung là các quy phạm pháp luật. Không, bây giờ cô chưa nói cái hành vi nguy hiểm cho xã hội. Chưa nói của em đọc được đâu. Nghĩ đúng là nói tới hình sự là nói hình phạt tù là hình sự rồi đó. Rồi gì nữa? Dạ. Hình sự mình nghĩ tới gì nữa? Dạ. Em mới nghĩ được mỗi cái đi. Rồi cảm ơn em. Kim Phương, Nguyễn Thị Kim Phương. Kim Phương N30. Có em. Nói đến hình sự mình nói về vấn đề gì? Nói đến hình sự. Đã ở tù luôn. Cũng ở tù luôn, cái nói tới hình sự là nói tới ở tù thôi. Hình phạt cao nhất của pháp luật. Phạt cao nhất của pháp luật. Rồi, gì nữa? Không có. Hả? Dạ không có. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hình sự là mình nói đến gì? Đến nhà nước, đến người phạm tội, đến tội phạm, đến tội mà hình. Các em thấy vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh, không biết các em có theo dõi cái thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh không? Là có một tử tù, phải không? Tử tù cũng có là trong hình sự mới có. Còn các cái pháp luật khác không có chữ khái niệm tử tù nha. Không có khái niệm tử tù. Tử tù người ta vượt ngục, đúng không? Ở khám Chí Hòa, ở nhà tù Chí Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh để làm chi? Họ vượt ngục, họ đi gặp gỡ rất nhiều người mà họ dương tính nữa các em, và họ làm có thể đó, thấy không? Vi phạm liên tục luôn, phải không? Vượt ngục nè, rồi gì, làm lây lan dịch bệnh, sau đó người ta bắt được anh chàng này, người ta cột bó như là bó sắt ướp, các em thấy không? Bó từ đầu tới chân luôn đó. Thì đó là hình sự, đó là tử tù, đó là tù, đó là hình phạt, đó là gì? Đó là tội phạm, đó là nhà nước luôn. Mình nhắc đến nhà nước thì cũng có, cũng giống như trong hành chính đó, thì một bên của hình sự, của quan hệ pháp luật hình sự cũng là nhà nước nha các bạn, và một bên là người phạm tội. Cho nên là ở đây chắc chắn là phương pháp điều chỉnh, cho em cũng hình dung là không thể nào thỏa thuận được nha. Không có thỏa thuận, hay là không có, có tự định đoạt, hay là không có bình đẳng, ở đây không có khái niệm bình đẳng được ha. Các em đi cho cô phần pháp luật hình sự đây. Pháp luật hình sự nè, em nắm cho cô nè, luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mà chỗ này chắc để một bạn nào trả lời cho cô, Hữu Nghĩa, Lê Hữu Nghĩa. Lê Hữu Nghĩa. Dạ có em ạ.
Rồi Nghĩa trả lời cho cô luật hình sự là gì? Khái niệm luật hình sự. Dạ thưa cô, luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với các tội phạm. Rồi cô Linh cảm ơn bạn Nghĩa. À, như vậy luật hình sự là gì? Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, và luật hình sự sẽ bao gồm tổng thể các cái quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan giữa nhà nước và người phạm tội. Phạm tội đó là liên quan đến cái việc mà cái người đó có thực hiện cái hành vi xâm hại đến các khách thể đó. Cô lại nhắc tới từ khách thể nha. Khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng, là sức khỏe, là tài sản, là hình ảnh nhân thân, các yếu tố tài sản, các yếu tố nhân thân, các yếu tố liên quan đến cái trật tự quản lý xã hội mà nó ở cái mức nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Ví dụ như A tông chết người, thì cái hành vi của A nó đã xâm hại đến tính mạng của B, mà luật hình sự không phải là giữa A và B. Các em lưu ý cho cô, quan hệ pháp luật hình sự không phải là giữa A và B. Vậy thì cô Liên hỏi các bạn là quan hệ giữa A và B là luật nào điều chỉnh? Xin mời. Quan hệ giữa A và B, cô lấy ví dụ A tông chết B đi. Vậy thì pháp luật hình sự sẽ quan hệ pháp luật hình sự là giữa chủ thể nào với chủ thể nào ạ? Các bạn, pháp luật hình sự là giữa những chủ thể nào với nhau? Ví dụ A tông chết B nha. Vậy thì chủ thể của quan hệ pháp luật hình sự ở đây là chủ thể nào với chủ thể nào? Các bạn. Các bạn cho cô biết nè. Kim Ngân, N30. Bây giờ nó có hai phương án thôi. Một là nhà nước với A, hai là giữa A với B. Em chọn phương án nào? Dạ cô là A. Phương án A là gì? Giữa nhà nước và A. Đúng rồi, dạ. Đó là một bên phải là nhà nước và một bên là người phạm tội hay là tội phạm đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng giữa A và B không phải là quan hệ pháp luật hình sự, hay cũng không phải là quan hệ pháp luật hành chính, mà đó là quan hệ pháp luật dân sự. Được chưa? A xâm hại tính mạng của B thì đó là luật dân sự điều chỉnh. Nhưng mà cái quan hệ giữa A với nhà nước thì lại là luật hình sự điều chỉnh. Các em lưu ý cho cô ha. Thì đó là luật hình sự đó. Rồi cái đối tượng điều chỉnh, các em nhớ cho cô, đó là giữa nhà nước và người phạm tội thôi. Giữa nhà nước và người phạm tội. Thứ hai, phương pháp điều chỉnh nó cũng giống như trong hành chính, đó là mệnh lệnh và quyền uy. Nhớ nha, nếu không có bình đẳng vào đây. Rồi, các em sang cho cô tội phạm là gì? Dạ, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Nhớ cho cô, đó là yếu tố đầu tiên. Vậy thì hành chính, người vi phạm hành chính cũng là thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng mà chưa đến mức xử lý về hình sự nha. Ví dụ như cái hành vi mà không đeo khẩu trang thì người ta cũng cho rằng đó là nguy hiểm cho xã hội, nhưng cái mức độ nguy hiểm cho xã hội nó không giống như ở tội phạm trong hình sự nha. Như vậy thì tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự. Các em nhớ nha, phải được quy định trong bộ luật hình sự. Thứ hai là do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến các cái vấn đề liên quan đến độc lập chủ quyền lãnh thổ, vi phạm đến các yếu tố chính trị, rồi an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, hoặc là những cái lĩnh vực khác của xã hội. Thì mình gọi chung các cái vấn đề đó mình gọi là khách thể đó các em, cái khách thể mà pháp luật hình sự điều chỉnh. Cho nên các em chỉ cần nhớ cho cô bốn ý như thế này thôi. Đó là gì? Để mà coi một cái hành vi bị coi là dấu hiệu của tội phạm, các em ghi cho cô. Dấu hiệu của tội phạm thì các em sẽ thấy rằng là dấu hiệu của tội phạm sẽ bao gồm bốn cái yếu tố như sau. Bốn cái dấu hiệu các em nhớ cho cô, phải đủ bốn, không đủ bốn không phải là tội phạm. Tội phạm phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai đó là gì? Tính có lỗi của tội phạm. Thứ ba là tính trái pháp luật hình sự. Và thứ tư là
tính phải chịu hình phạt. Các em lưu ý cho cô đó, khi đáp ứng đủ bốn cái dấu hiệu này thì mới bị coi là một tội phạm nha. Tội phạm nhớ cho cô. Vậy thì theo các em nha, tính nguy hiểm như thế nào gọi là tính nguy hiểm cho xã hội? Xin mời các bạn nào có ý kiến không ạ? Chỗ này có ai cho cô biết không? Nguy hiểm cho xã hội hoặc là tính có lỗi của tội phạm, như thế nào gọi là tội phạm tính có lỗi? Giống như hành chính hồi nãy cô nói á, lỗi thì mình phải phân tích được ở hai yếu tố, đó là tuổi và khả năng nhận thức. Và tuổi thì bao nhiêu tuổi chịu trách nhiệm hình sự các bạn? Bao nhiêu tuổi chịu trách nhiệm hình sự? Hả? Bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi, cảm ơn ý kiến của em. Có bạn nào ý kiến khác? Hành chính mà 14 mà hình sự 18 luôn hả? Rồi, cô nói về yếu tố lỗi của tội phạm. Lỗi ở đây mình nói rằng đó chính là nói đến các cái góc độ, đó là tuổi nha. Tuổi ở đây pháp luật quy định đối với người chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhớ lưu ý cho cô. Từ đủ 14 tuổi trở lên cho đến chưa đủ 16 tuổi sẽ chịu trách nhiệm hình sự với lỗi. Lỗi như thế nào? À, không chịu trách nhiệm đối với lỗi là tội ít nghiêm trọng, hoặc là tội nghiêm trọng nhưng mà lỗi vô ý á, thì không chịu. Nhưng mà tội nghiêm trọng với lỗi cố ý thì phải xử lý nè. Tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng thì cái người đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm, được chưa? Thứ hai, người từ đủ 16 tuổi trở lên thì chịu trách nhiệm với mọi loại tội. Ở đây lát nữa cô sẽ nói đến cái phân loại tội phạm để các em thấy. Thứ ba là tính trái pháp luật hình sự. Nhớ nguyên tắc cho cô, bộ luật hình sự quy định thì phải xử lý bằng hình sự. Còn bộ luật hình sự không quy định là không có xử lý hình sự được, không có coi là tội phạm, được chưa? Cô lấy ví dụ, cái đối với cái hành vi trái pháp luật, kinh doanh trái pháp luật á, thì bộ luật hình sự năm 1999 quy định rằng đây là một tội phạm vì được quy định trong bộ luật. Nhưng hiện nay bộ luật hình sự mới, đó là 2015 và sửa đổi bổ sung 2017 á, họ không đưa tội kinh doanh trái pháp luật vào quy định tại bộ luật hình sự, và dẫn đến cái hành vi kinh doanh trái pháp luật á, thì nó không coi là tội phạm mà chỉ bị xử lý ở mặt hành chính thôi các bạn ha. Tức là trong bộ luật quy định hành vi nào là tội phạm thì mới gọi là tội phạm, còn trong cái bộ luật không quy định thì không bị coi là tội phạm, được chưa? Rồi, cái ý cuối cùng đó là tính phải chịu hình phạt. Thì các em sẽ thấy rằng là tính chịu hình phạt đó là gì? Bất kỳ hành vi vi phạm, hành vi phạm tội nào cũng đều đe dọa đến cái trật tự xã hội và phải chấp nhận chịu một cái hình phạt nhất định. Và chỉ có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm trọng thì mức hình phạt càng nghiêm khắc ha. Thì hôm trước mình học trong các vi phạm pháp luật rồi, thì cái chế tài, thì trong đó chế tài hình sự là chế tài nghiêm khắc nhất, được không? Đó là các cái dấu hiệu của tội phạm. Về phân loại tội phạm, chỗ này các em phải nhớ cho cô này nha, chứ còn không nhớ là vô thi trắc nghiệm mình ú ớ đó. Ví dụ cô nói thế này, tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có mức hình phạt cao nhất là 2.3 năm tù, 5 năm tù, 7 năm tù, 9 năm tù. Đó, thì mình phải nhớ, không nhớ không có làm được, cho nên các em ghi cho cô bên cạnh á, tội ít nghiêm trọng là số 3, tội nghiêm trọng là số 7, tội rất nghiêm trọng là số 15, tội đặc biệt nghiêm trọng là 15 cộng, nghĩa là gì? Trên 15, chung thân và tử hình là tội đặc biệt nghiêm trọng. Nhớ cho cô 3, 7, 15 và trên 15, nhớ cho cô nha. Thì tội phạm, phân loại tội phạm thì mình phân chia thành 4 loại như vậy. Rồi, các em đi sang cho cô các cái yếu tố về trách nhiệm dân sự. Và các em có một phần về tội phạm á, thì các em lưu ý cho cô, các em nghiên cứu cho cô trong giáo trình cái phần là các cái dấu hiệu cấu thành,
các dấu hiệu cấu thành của tội phạm. Thì tội phạm có cấu thành đó là khách thể của tội phạm, rồi mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm và mặt chủ quan của tội phạm á. Có thể là cô nói các em không theo kịp á, thì các em đọc thêm cho cô trong trong sách á, trang 75 của giáo trình đó nha, trang 75 của giáo trình các em ghi vô cho cô, thì các em đọc cái nội dung về các dấu hiệu cấu thành của tội phạm, thêm cái phần nội dung đó cho cô. Và trách nhiệm hình sự thì các em nhớ cho cô thì nói đến các cái hình phạt. Hình phạt thì các em cũng xem cho cô trong cái giáo trình, nó cũng kỹ lắm ha. Ở đây cô đưa ra các cái khái niệm đó. Hình phạt thì mình có hình phạt chính, hình phạt bổ sung, hình phạt tư pháp, các biện pháp tư pháp. Thì các em lưu ý cho cô, ví dụ như hình phạt chính thì mình có cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ. Rồi thí dụ như cô đưa nói, cô nói rằng là gì, những hình phạt hay là hình phạt sau đây là không phải hình phạt chính. Ví dụ cô đưa vô gì gì, cấm cư trú, quản chế hoặc là tước một số quyền công dân, thì nó là hình phạt bổ sung chứ không phải hình phạt chính. Em lưu ý cho cô, nắm cho cô các cái hình phạt chính, hình phạt bổ sung rồi các biện pháp tư pháp chỗ này cho cô nha. Thì đó là chính là cái nội dung về pháp luật hình sự. Rồi, pháp luật hình sự các em nhớ cho cô nè, khái niệm nha, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của pháp luật hình sự, rồi các em nắm cho cô các cái dấu hiệu của tội phạm, các cái dấu hiệu để các cái yếu tố cấu thành của tội phạm mà cô dặn các em đọc cho cô điều trang 74 và trang 75 của giáo trình nha, trang 74 và 75. Thứ ba nữa là các em nhớ nắm cho cô các cái hình phạt và các biện pháp tư pháp này nè. Thì các phần liệt kê thì nó cũng dễ ra trong cái phần trắc nghiệm lắm. Rồi, còn các cái nội dung về pháp luật phòng chống tham nhũng nữa. Mình còn cái nội dung về pháp luật phòng chống tham nhũng, rồi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng nữa, là hôm nay mình sẽ kết thúc môn học của chúng ta nha. Về cái phần pháp luật hình sự, không biết lớp mình có ý kiến gì hay câu hỏi gì không các bạn? Các bạn có câu hỏi hay ý kiến gì thì cứ trao đổi ạ. Rồi, cái nội dung về pháp luật phòng chống tham nhũng á, ở đây thì các em nắm cho cô là thứ nhất là khái niệm tham nhũng là gì. Nhắc đến tham nhũng, vậy thì hiện nay Việt Nam mình có tham nhũng hay không? Nguyên nhân nào đã diễn ra là nguyên nhân nào tham nhũng? Rồi các cái hành vi tham nhũng, các em nắm cho cô cái nội dung đó. Mà quan trọng nhất đó là khái niệm trước. Khái niệm tham nhũng là cái gì nha. Thì các em đi cho cô cái nội dung về pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thứ nhất là khái niệm. Khái niệm nó không quá dài, nhưng mà nó có tổng cộng 3 ý ở đây là các bạn ha. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ quyền hạn mà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Các em lưu ý hả cô ha. Và mà lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi đó. Cho nên ở đây á, các em phải phân tích các cái yếu tố liên quan. Thứ nhất đó là người có chức vụ, như người như thế nào gọi là người có chức vụ quyền hạn. Thứ hai, người đó đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó. Và thứ ba đó, vụ lợi ở đây là vụ lợi cái gì. Rồi các bạn nào cho cô biết nè, như thế nào gọi là người có chức vụ quyền hạn? Xin mời các bạn ạ. Như thế nào gọi là người có chức vụ quyền hạn các bạn? Đây là chủ thể tham nhũng là ai? Cô được không? Cô có thể là trở thành chủ thể của pháp luật tham nhũng không? Các bạn nào có ý kiến không ạ? Cô là viên chức. Vậy thì viên chức có thể trở thành là chủ thể của pháp luật tham nhũng không? Có không ạ? Rồi, ở đây con chia sẻ các bạn, chủ thể tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn. Và người có chức vụ quyền hạn thì bao gồm nè, công chức nè, rồi cán bộ, công chức, viên chức đó, cứ đưa vào xếp vào cái gọi là cán bộ, công chức, viên chức là cũng coi là người có chức vụ quyền hạn theo luật tham nhũng định nghĩa, chứ không phải người có chức vụ quyền hạn là chỉ những người lãnh đạo đâu các em
không phải chỉ những người lãnh đạo, những người sếp trong cơ quan thôi là mới gọi là người có chức vụ quyền hạn ha các em. Người có chức vụ quyền hạn mà theo luật định á, theo pháp luật tham nhũng quy định á, hay là định nghĩa đó là gì? Người có chức vụ quyền hạn là bao gồm nè: cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, rồi viên chức quốc phòng, trong các cái cơ quan đơn vị quân đội, nói chung là các cái trong cái lực lượng vũ trang và công an hoặc là quân đội ha các bạn ha, hoặc là trong các cái đại diện phần vốn góp của nhà nước, rồi người giữ chức danh quản lý trong các cái doanh nghiệp hoặc là tổ chức đó các bạn. Tổ chức ở đây thì pháp luật không nói là chỉ nhà nước không ha các bạn ha. Rồi những người khác được giao nhiệm vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện cái nhiệm vụ công việc đó, thì các bạn thấy rằng cái chủ thể mà thực hiện cái hành vi tham nhũng nó cũng rất là rộng. Rồi chủ thể tham nhũng mà lợi dụng chức vụ được giao, về cái đây là để mà xác định đó có phải là hành vi tham nhũng hay không đó các bạn. Hiện nay các bạn thấy có rất là nhiều cái vụ án ha, làm thất thoát tài sản, và đặc biệt các bạn thấy ở thành phố Hồ Chí Minh thì liên quan cái những người gọi là lãnh đạo thành phố các nhiệm kỳ luôn ha các bạn. Rồi liên quan đến các cái miếng đất mà gọi là đất vàng của thành phố, liên quan đến vấn đề là đất ở Thủ Thiêm, thì đang có vấn đề là có tham nhũng hay không. Tham nhũng hay không thì người ta phải chứng minh được ba yếu tố, đó là do người có chức vụ quyền hạn. Cái chứng minh nữa đó là gì? Người đó đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Và cái mục đích vì vụ lợi này là cái bắt buộc nha các bạn. Vì vụ lợi này bắt buộc vì cái đây là cố ý rồi. Nếu không có vô ý được, cho nên là có rất nhiều cái hành vi mà chứng minh tham nhũng rất khó, cái chỗ là để chứng minh họ có phải là họ vì vụ lợi hay không. Nhưng mà một trong những yếu tố đó phải cố ý các em, vì vụ lợi là phải cố ý. Nhưng mà họ luôn luôn nói rằng là mình do vi phạm các cái nguyên tắc trong quản lý nhà nước hoặc là do vô ý để mà thất thoát xảy ra thôi, chứ em không có tham nhũng gì hết. Nhưng mà thực tế họ đầy đủ các cái yếu tố về tham nhũng đó các bạn. Họ nói rằng là họ giao đất cho đó rất là một cách công khai, có qua đấu giá, có qua trình tự, có qua thủ tục, chứ em là em không có liên quan đến lợi ích. Nhưng mà có các em, nhưng mà thực tế để mà chứng minh thì mình các cơ quan nhà nước phải chứng minh, cho nên là để chứng minh thì họ cũng cần với thời gian. Rồi các bạn thấy cho cô đó, các cái đặc trưng nè: chủ thể tham nhũng, rồi một số nguyên nhân, điều kiện, rồi tác hại của tham nhũng, quy định cơ bản của tham nhũng. Thì các cái nội dung này các em có thể đọc trong cuốn giáo trình cho cô. Nguyên nhân này, khách quan, tác hại của tham nhũng về kinh tế, chính trị, xã hội liên quan. Rồi một số vấn đề về quy định về luật phòng chống tham nhũng nữa nha. Rồi các em còn một nội dung cô cũng giới thiệu các em nữa, đó là pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. Thì pháp luật bảo vệ người tiêu dùng thì các em xem cho cô các cái quyền nghĩa vụ của người tiêu dùng. Ở đây nội dung các em nghiên cứu cho cô như đó thôi. Quyền nghĩa vụ người tiêu dùng, cô và các em chính là người tiêu dùng đó. Người tiêu dùng mình có sử dụng các sản phẩm, và sản phẩm ở đây có thể là hàng hóa hoặc đó có thể là dịch vụ. Ví dụ như các em á, các em thực hiện cái việc là trong cái lĩnh vực là dịch vụ, ví dụ như là thuê lưu trú, hoặc là các cái dịch vụ về nhà hàng, khách sạn, du lịch, thì cái đó là các cái dịch vụ, thì nó cũng liên quan tới người tiêu dùng ha. Đây đó, quyền người tiêu dùng, rồi nghĩa vụ người tiêu dùng, trách nhiệm tổ chức cá nhân đối với người tiêu dùng, bảo vệ người tiêu dùng như thế nào, thì đó là các cái nội dung trong cái môn học này các em cần phải nắm nha. Rồi coi như là cái nội dung học á, trong chương trình học mình có 8 bài. Bài thứ nhất đó là nhà nước và pháp luật, bài thứ hai đó là hiến pháp, bài thứ ba đó là dân sự, bài thứ tư đó là lao động, bài thứ năm đó là hành chính, bài thứ sáu là hình sự, bài thứ bảy là pháp luật về phòng chống tham nhũng, và bài thứ tám là pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Đó là cái nội dung mà cô đã truyền tải cho các em hết trong 6 buổi. Rồi liên quan về cái nội dung thì các em nắm cho cô nha, vừa đọc vừa nghiên cứu trong slide, vừa nghiên cứu trong cái giáo trình của mình, thì các em sẽ thấy rằng là các cái nội dung đó nó đã được truyền tải ha, và các những cái phần lưu ý, phần nào quan trọng, phần nào cần nắm thì cô cũng đã nhấn mạnh
cho các em rồi. Đó là cái nội dung. Thì trong tất cả các cái nội dung có bạn nào trong lớp á, hoặc là có ý kiến cần cô trao đổi hoặc là cần phải giảng lại không ạ? Các cái nội dung liên quan 8 bài của mình á, nhà nước, pháp luật, luật hiến pháp, luật dân sự, luật lao động, luật hình sự, luật hành chính, luật phòng chống tham nhũng, luật bảo vệ người tiêu dùng, chỗ nào các bạn cần phải trao đổi, cần phải chia sẻ hoặc còn có ý kiến gì xin mời các em ạ. À, bạn có ý kiến gì không ạ? Có không ạ? Không có thì nói không có, cô chuyển sang cái vấn đề khác ạ. Dạ không cô ơi. Không có, coi như là cái nội dung mình xong rồi. Về cái phần kiểm tra đánh giá thì cô nói rồi, bài kiểm tra của các bạn làm rất tốt. Và cô sẽ căn cứ vào cái phần phát biểu của các em nữa để cô cộng điểm. Và cô đã nói các bạn là ngày mai cô sẽ đăng điểm lên. Vì có điểm rồi cho nên là cô sẽ đăng điểm lên. Cho nên là những bạn thiếu thì cô biết là mà không nộp bài cho cô thì coi như thiếu. Và các bạn cũng được có 3 ngày để các em khiếu nại về điểm số cũng như gửi bài để cô chấm luôn. Và cái ngày thứ tư thì sẽ cô sẽ không làm việc nữa, không chấm điểm nữa cho các em. Hết ngày thứ tư ha. Thứ hai, chơi hết ngày thứ ba. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba nha. Và hết ngày thứ ba sẽ là hết cái quyền khiếu nại về điểm số cũng như nộp bài, coi như mình đã xong công việc. Về thi đó là thi trắc nghiệm nha, thi trắc nghiệm khoảng 45 phút cho 50 câu và do đó các em phải đọc bài cho kỹ, nghiên cứu kỹ các cái nội dung chính của môn học mình. Rồi, nếu mà các em không có câu hỏi gì hoặc là không có ý kiến gì thì thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây ạ. Có các bạn có câu hỏi hay cái ý kiến gì nữa không ạ? Rồi, nếu không có ý kiến gì thì hôm nay cô Liên xin phép dừng buổi học ở đây. Cô Liên chào cô Trang và chào tất cả các bạn. Chúc các bạn hoàn thành môn học mình tốt và có an lành trong những cái mùa này. Rồi, ha. Rồi cô chào tạm biệt các em ạ. Dạ, chào cô. Chào cô. Rồi. Cô. Rồi, các bạn có ý kiến gì nói đi ạ. À, nếu không có gì mình nghỉ ha các em ha. Rồi cô Liên chào cô Trang nha. Dạ em chào cô ạ. Chào cô Trang.